Bạn Ngô Thị Hoài Thơ đến từ Nghệ An. Mời bạn. Tôi xin chào tất cả mọi người ạ. Xem đài ạ. Tôi là Ngô Thị Hoài Thơ, tôi đến từ Nghệ An ạ. Vâng. Bạn có vẻ đang hơi quá lo lắng đúng không? Cứ bình tĩnh. Dạ, em có chút hồi hộp ạ. Có hồi hộp. Bạn đã chứng kiến phần chơi của người đầu tiên rồi, bạn thấy thế nào? Dạ, em cảm thấy phần chơi của bạn đấy là rất xuất sắc ạ. Vâng, đấy, đấy, bạn cứ nhìn thế mà làm thôi, mình cứ làm đúng thế và tốt hơn thế là được rồi. Dạ. Vâng, mời bạn lên ghế nóng. Bạn Thơ là quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Dạ vâng ạ. Nhà bạn có gần làng Sen không ạ? Dạ nhà em cách làng Sen khoảng 5 km ạ. 5 km. Dạ. Vâng, bạn có hay đến đấy tham quan du lịch không hay là vì gần nhà quá nên mình ít đến? Dạ có ạ, dạ em cũng có hay đến chỗ quê bác chơi ạ. Vâng. Dạ. Cũng như nhà tôi thì gần Đền Trần nên là thi thoảng hồi bé thì còn hay qua chơi nhiều chứ gần đây thì nhiều người đến nhưng mà chính mình ở gần đấy thì thi thoảng mới đến. Bạn đang đề trong bản đăng ký là bạn làm kinh doanh thì cụ thể là bạn kinh doanh mặt hàng gì? Dạ vợ chồng em là buôn bán ạ. Vâng. Dạ. Buôn bán thì cũng phải buôn cụ thể thì, bán mặt hàng gì? Vợ chồng em là buôn bán đồng hồ với điện thoại ạ. Đồng hồ đấy, điện thoại. Vâng. Vâng. Tức là các cái loại đồ điện ạ. Các loại đồ điện. Dạ. Tức là hai vợ chồng cùng làm luôn, nhà tự mở cửa hàng luôn đúng không? Dạ. Vâng. Dạ. Bạn cũng có viết trong bản đăng ký là mình có khả năng xem bói tay. Dạ. Vâng. Em có biết xem một chút ạ. Vâng. Như ngày xưa hồi xưa khi thời còn thanh niên thì tôi cũng hay thi thoảng cũng hay đi nói dối là biết xem đường chỉ tay. Dạ. Kiểu mà mình đi hẹn hò kiểu gặp gỡ ấy, bảo ôi anh biết xem chỉ tay đấy, em đưa tay anh xem cho. Thế là lại cầm tay. Dạ. Tí nữa lát nữa xong chương trình tôi sẽ nhờ bạn xem chỉ tay. Lát nữa. Còn bây giờ thì chúng ta còn nhiều việc để làm hơn. Dạ vâng ạ. Bạn đến chơi với chương trình cùng với ai ạ? Dạ em đến đây với chồng của em ạ, là anh Ngô Thế Việt ạ. Vâng, xin chào bạn Việt ạ. Vâng ạ, em chào MC Đinh Tiến Dũng, em chào tất cả các khán giả trong trường quay và em chào các khán giả xem đài. Em là Ngô Thế Việt, em đến từ Hà Nam và em đi đến đồng hành cùng vợ em ạ. Vâng. Là Ngô Thị Hoài Thơ. Vâng. Em làm nghề buôn bán ạ. Vâng. Cái phần giới thiệu rất thật thà. Đến đây là đến cổ vũ cho vợ và vâng em đầy đủ. Và em chúc vợ em là cố gắng để vượt qua những câu hỏi chương trình đưa ra. Vâng. Xin cảm ơn bạn Việt. Bạn cứ ngồi trên đấy. Lát nữa sẽ có một phần mà vợ bạn sẽ nhờ đến sự trợ giúp của bạn. Nên bạn vâng cứ ngồi trên đấy. Vâng. Bạn Thơ thân mến, sau đây chúng ta sẽ thông qua luật chơi của chương trình. Dạ vâng. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Đây là 3 mốc mà chương trình luôn mong muốn người chơi vượt qua. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến chồng bạn ở trên khán đài. Và từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Và hôm nay chúng ta có sự góp mặt của hai nhà thông thái đó là nhà báo Trương Anh Ngọc và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào các nhà thông thái. Vâng, xin chào trường quay. Vâng, chúng tôi đang ngồi với một người chơi rất thú vị. Chúng tôi có nghe đoạn hội thoại lúc nãy và tôi với cả Hoàng cảm thấy rất là tò mò. Tức là chúng tôi muốn rằng là ngay sau buổi ghi hình này thì chúng tôi muốn gặp Thơ một tí. Vâng. Bởi vì là chúng tôi cũng muốn xem các chỉ tay xem như nào. Hoàng thì rất là tò mò, không biết là đến bao giờ thì mới lấy vợ. Vâng. Còn tôi thì muốn kiểm tra lại một chi tiết bởi vì là cách đây cũng khoảng 20 năm gì đó thì có một bác xem chỉ tay, bác ấy nói rằng là cái tầm tuổi tôi như này là sẽ có rất nhiều đất đai nhà cửa nhưng mà tôi thấy đến bây giờ tôi chỉ có mỗi căn nhà thôi. Tôi muốn kiểm tra lại một lần nữa xem là đến bao giờ thì tôi mới có rất nhiều đất đai nhà cửa. Vâng. Tức là có xem được cái đoạn là đến bao giờ mới thành đại gia. Đó. Chắc là xem được luôn. Hoàng thì chắc chỉ xem bao giờ tốt nghiệp thôi, có tốt nghiệp được không thôi, nhưng còn đấy phần đấy lo hơn. Sau đó mới lo đến phần cưới vợ. Nhưng mà chắc chắn là sẽ lát nữa người chơi của chúng tôi sẽ có những phần cần đến sự trợ giúp của hai nhà thông thái. Các anh luôn sẵn sàng, được chưa? Sẵn sàng. Được không ạ? Vâng ạ. Xin cảm ơn các anh. Bạn thấy không? Chỉ nhoáng cái thôi là đã có mấy khách rồi. Thường thường là bạn xem bói này thì bạn lấy công bao nhiêu? Xem chỉ tay lấy công bao nhiêu? Dạ không ạ, à, em không xem lấy công. Vui thôi ạ. Xem cho vui. Vâng, mừng quá. Vâng, thế lát nữa chúng tôi cũng ra xem cho vui. Rồi, tất cả đã sẵn sàng. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ vâng ạ, em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Cánh sen là từ thường dùng để chỉ sắc thái của màu nào? Đen, xanh, nâu hay là hồng? Xin mời bạn. Dạ D ạ, hồng ạ. D, hồng. Vâng,
Nếu quan sát nhanh thì tôi thấy là bạn hôm nay cũng có trang phục màu cánh sen. Xin chúc mừng bạn, đề hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Tranh chấp, tranh chấp, tranh chấp hay là tranh chấp? Xin mời bạn. Dạ, B là phương án cuối cùng ạ. B, tranh chấp. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Quản tu ti là trò chơi dùng bộ phận nào trên cơ thể? Tay, chân, đầu hay là bụng? Mời bạn. Dạ, A là phương án cuối cùng ạ. A, tay ạ. Quản tu ti dùng tay, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Vâng. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Theo cách gọi dân gian thì ông 30 là con vật gì? Rùa, cóc, sư tử hay là hổ? Mời bạn. Dạ, ông 30 là hổ ạ. D ạ, là D là hổ. Phương án cuối cùng của em ạ. D, phương án D là một phương án chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 5. Phương pháp châm cứu sử dụng vật dụng nào để tác động lên các huyệt trong cơ thể? Bông gòn, kim, nhiệt kế hay là cốc thủy tinh? Xin mời bạn. Dạ, phương án cuối cùng của em là B ạ, kim. B, kim, chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Vâng, khác với này, phần chào đầu thì tôi thấy bạn có vẻ có chút gì đấy hơi rụt rè. Nhưng mà bạn làm nhoáng một phát là xong luôn cả 5 câu đầu, không có một chút khó khăn nào cả. Thậm chí tôi đọc xong câu hỏi, đọc xong các phương án trả lời là bạn đã có phương án cho mình luôn rồi. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 5, phần thưởng hiện tại của bạn đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp nữa, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Từ thời điểm này, các nhà thông thái sẽ ngừng kết nối với trường quay. Họ sẽ kết nối lại khi bạn cần đến họ. Và bây giờ bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng với câu số 6 chưa? Dạ, em sẵn sàng ạ. Vâng. Xin mời câu hỏi số 6. Musang King là một trong những giống ngon nhất trên thế giới của loại trái cây nào? Dưa hấu, thanh long, sầu riêng hay là chôm chôm? Mời bạn. Trong 4 loại trái cây này, bạn ăn loại trái cây nào rồi? Dạ, em ăn hết các loại cây, trái cây này rồi ạ. Sầu riêng bạn cũng vẫn ăn được bình thường? Dạ, sầu riêng em sợ ăn. Sầu riêng? Dạ, sầu riêng thì em nghĩ là ai biết ăn là sẽ thích ăn ạ. Đúng rồi, tôi cũng ăn được sầu riêng. Dạ, sầu riêng ăn rất ngon. Dưa hấu, thanh long, chôm chôm, sầu riêng. Chắc cho em hỏi ý kiến của các nhà thông thái ạ. Hỏi ý kiến các nhà thông thái. Dạ. Bạn sẽ sử dụng quyền trợ giúp là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Dạ. Vâng ạ. Chúng tôi sẽ phép được kết nối cùng với các nhà thông thái ạ. Xin chào các nhà thông thái. Chúng tôi sẵn sàng. Vâng, chúng ta gặp lại nhau hơi sớm và người chơi của chúng tôi có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến hai anh. Có liên quan đến chỉ tay không? Không liên quan đến chỉ tay nhưng mà cũng là một thứ mà hay phải dùng tay nhiều đấy. Vâng. Người chơi và các nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Dạ. Musang King là một trong những giống ngon nhất trên thế giới của loại trái cây nào? Dưa hấu, A dưa hấu, B thanh long, C sầu riêng, D chôm chôm ạ. Chắc chắn không phải dưa hấu, cũng không phải thanh long, cũng không phải chôm chôm, chỉ có thể là sầu riêng thôi. Bạn chọn cho mình đáp án C nhá. Cụ thể như nào lát nữa mình sẽ giải thích cho. Kinh chưa? Tức là có tí nữa là giải thích nữa. Vâng. Đó là. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em hỏi các nhà thông thái là em tin tưởng các nhà thông thái ạ. Tin tưởng các nhà thông thái. Dạ. Vâng. Vậy câu trả lời của bạn là? Dạ câu trả lời của em là C ạ, sầu riêng ạ. C. Theo các nhà thông thái. Sầu riêng. Vâng. Và phương án C là một phương án hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Bạn hãy nghe tôi miêu tả. Phần này tôi đọc qua thấy cũng thèm nên tôi sẽ miêu tả cho bạn. Có nguồn gốc từ Malaysia, từng múi sầu riêng đều có màu bắt mắt, cơm vàng như nghệ, vị ngọt và hương thơm đậm đà. Đặc biệt, hạt của chúng là hạt dẹp chứ không tròn như thông thường,
Lúc thưởng thức thì có thể cắn thật sâu mà không đụng vào hạt bên trong. Đấy, cái phần miêu tả thế thôi. Bây giờ anh Ngọc thì anh ấy hứa là anh ấy, sau đây anh ấy sẽ nói lại cho mình biết là cụ thể tại sao. Theo bạn là mình có nên mời anh ấy quay trở lại chương trình không? Hay mình kệ? Hay thôi cứ mời lại nhỉ? Dạ. Vâng. Thế chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Thực ra khi nghe Dũng tả nghe có vẻ thèm phết nhỉ? Thèm chứ. Nhưng mà vấn đề là cả tôi với cả Hà Việt Hoàng đều rất sợ sầu riêng. À, thế nhưng tại sao anh biết được thông tin là về cái giống Mustang King này? King thì là tiếng Anh nhá, rất là vua. Cỡ, tức là to rồi nhá, vua nhá, bởi vì nó rất là to. Nhưng mà Mustang thì là tiếng Bahasa là tiếng mà người ta hay dùng ở Malaysia với cả Indonesia. Và sở dĩ tôi nhớ đến Mustang King bởi vì tự nhiên nhớ ra cái thời ngày xưa hai mấy năm học ở Singapore ấy, thì là có một lần đi chợ thì ngửi thấy một cái mùi rất là khó chịu. Ngửi thấy rất là khó chịu và mình muốn tìm hiểu xem tại sao nó lại có mùi như thế. Mình bịt mũi, mình vào mình xem thì mình thấy cái chữ là Mustang King. Và về sau đấy thì mình mới đi hỏi một cái người bạn đi cùng thì bạn bảo đấy là một sầu riêng đấy. Và đấy là hai mươi mấy năm trước mà anh vẫn còn nhớ lắm. 1/4 thế kỷ trước thì tôi học ở Singapore. Cái mùi nó ấn tượng quá. Cái mùi ấn tượng quá, 25 năm không quên được. Vâng, thù lâu nhớ dài thật. Vâng ạ. Xin cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng. Bạn thơ thân mến, như vậy là bạn đã vượt qua câu số 6, phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Bạn chỉ còn 3 quyền trợ giúp, bạn đã sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Số La Mã nào sau đây có giá trị lớn nhất? X, V, L hay là C? Xin mời bạn. Bạn có bán đồng hồ? Dạ. Có nhiều đồng hồ, trên mặt đồng hồ có số La Mã, bạn có nhớ không? Dạ. Em đang nghĩ chữ C với D ạ. C với D? Dạ. À, phương án C với phương án D ạ. Phương án C với phương án D? Dạ. Vâng, may chứ bây giờ phương án C này là D, còn phương án D thì là C thì... Đây có được nhỉ? Em xin sự trợ giúp của chồng em ạ. Xin sự trợ giúp của chồng? Dạ. Vâng. Xin mời bạn Việt ạ, xin mời bạn bước xuống dưới sân khấu để trợ giúp cho vợ mình. Vâng. Tùy em chọn gì em... Trời ơi. Em cứ theo em chọn cái phương án của em đi. Vâng. Vâng, rất là tôn trọng vợ, xuống bảo luôn em cứ chọn phương án của em đi. Vâng. Em cứ chọn phương án của em. Tức là phải có căn cứ gì chứ? Bạn xuống trợ giúp cho vợ thì phải có căn cứ gì? Theo bạn là phương án nào đúng? Theo anh là phương án D. Phương án D. Tức là chữ C. em cứ chọn đi. Dạ được. Tự nhiên cái câu này này. Vâng. Dạ. Em chọn phương án gọi điện cho người thân ạ. Vâng. À, tức là bạn. À, cho thêm một sự trợ giúp nữa. Vâng. Được rồi ạ. Thế thì xin mời bạn Việt, bạn trở về chỗ. Vâng. Sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Dạ vâng. Bạn sẽ gọi điện cho ai? Em sẽ chọn lựa chọn cho gọi cho bạn Đinh Thị Huệ ạ. Bạn Đinh Thị Huệ. Dạ. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với bạn Huệ ạ. Alo ạ. Alo. Dạ. Xin chào bạn Huệ ạ. Dạ vâng. Từ từ đã. Đây bạn tên là bạn Huệ ạ. Dạ vâng. À vâng, dạ. Tôi ban đầu tôi tưởng là một dạ. Nữ. Vâng. Con là con của Huệ ạ, của chị Huệ. Dạ. Tức là cháu thì là con của chị Huệ. Vâng, con là người trả lời ạ. Người giúp ạ. Thế cháu tên là gì? Cháu tên là Nguyễn Việt Anh ạ. À, xin chào Việt Anh. Chú đang ngồi trong chương trình cùng với lại người chơi là bạn Hoài Thơ. Bạn Hoài Thơ đang có một chút khó khăn và muốn nhờ Việt Anh hỗ trợ. Cháu sẵn sàng chứ? Dạ vâng, cháu sẵn sàng rồi ạ. Vâng. Vậy thì hai cô cháu sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Vâng. Số La Mã nào sau đây có giá trị lớn nhất? X, vâng. V, L, C. Và cô đợi cháu tí để cháu hiểu ra. X, V, L, C. C.
sẽ chị cơ ấy. Tôi đang lo ngại khi bạn sử dụng phương án lựa chọn điện gọi điện thoại. Bởi vì đây là một câu rất khó tra. Chúng ta đã sử dụng đến hai quyền trợ giúp cho câu này. Vâng, đúng rồi. Thôi thế thì em cứ tự chọn này. Em cứ tự chọn đi. Vâng. Vâng, tức là mình vẫn tiết kiệm 50-50 dùng cho câu khác. Dạ. Rồi. Vậy câu trả lời của bạn là gì? Em chọn phương án D đấy. Em chọn phương án D. Dạ. Vâng. Toàn bộ những suy luận của bạn về các con số đều đúng. Và vấn đề phân vân của bạn chỉ là số L, như bạn nói là số 50. Vậy thì chữ C sẽ là lớn hơn hay nhỏ hơn 50? Câu trả lời chính xác sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi đã sử dụng tới hai quyền trợ giúp cho câu hỏi là số la mã nào sau đây có giá trị lớn nhất. Hai quyền trợ giúp, quyền trợ giúp đầu thì anh Việt chồng chị xuống bảo là em cứ chọn đi theo đúng cách của em ấy. Và người trợ giúp qua điện thoại, bạn Việt Anh thì chưa kịp tìm ra đáp án. Cuối cùng bạn ấy đã liều đi theo phương án đầu tiên của mình lựa chọn, đó là phương án D với chữ C. Như bạn biết, chữ X là 10, chữ V là 5, chữ L là 50 và chữ C là 100. Phương án D của bạn hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Cảm thấy tiếc. Dạ vâng. Đáng ra ngay từ đầu rồi bạn đã suy luận, bạn đã biết đến 3 phương án rồi. Dạ. Tôi đã hỏi bạn là vậy theo bạn còn cái khả năng nào chữ C sẽ nhỏ hơn số 50 không? Vâng. Thì bạn lại vẫn cứ phân vân không suy luận, xong gọi chồng xuống. Chồng không bảo là cứ tự tin chọn lại không nghe cơ. Lại bắt đầu đi gọi điện thoại. Vâng. Yeah. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 7, phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Và bạn chỉ còn một quyền trợ giúp, đó là 50-50. Yeah. Bạn sẵn sàng với câu số 8 chưa? Dạ yeah, vâng, em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Loại nghề truyền thống nào ở Phú Quốc vừa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia? Trồng tiêu xanh, làm nước mắm, sản xuất ngọc trai hay là sản xuất tiêu xanh? Xin mời bạn. Nghề truyền thống ở Phú Quốc. Ừ. Loại nghề truyền thống nào ở Phú Quốc? Ở vâng. Phú Quốc thì em thấy có nước mắm cũng nước nổi mắm. Tiếng. Rồi. Mà ngọc trai ở Phú Quốc cũng có. Vâng. Dạ. Yeah. Tức là một là ngọc trai, hai là nước mắm. Vâng. Còn tiêu xanh thì bạn không tính ở đây. Vậy. Thì thế em xin sử dụng nốt ạ. Sử dụng nốt quyền trợ giúp 50-50. Vâng ạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi. Còn sản xuất tiêu xanh hay làm nước mắm? Thế thì em chọn phương án B ạ. B. Làm nước mắm ạ. Làm nước mắm. Dạ. Vâng. Nếu bây giờ để tiếp tục miêu tả thì lại thấy thèm lắm. Dạ. Bởi vì tưởng tượng đã thấy thèm rồi. Dạ. Vì làm nước mắm là một phương án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng, thì đã từ lâu rồi, nghề này nổi tiếng rồi. Dạ, đúng. Tôi nghĩ là ngay từ đầu bạn đã hơi nghiêng về phương án là làm nước mắm. Dạ. Nhưng bằng một sự nghi ngờ nào đấy, đúng bạn rồi. Cho rằng là chương trình không thể dễ dàng như vậy được. Dạ. Làm gì có chuyện ở câu số 8 mà lại có thể chọn một câu là rõ ràng như thế. Dạ. Thế nhưng đôi khi là vậy, mọi thứ rất rõ ràng. Vâng. Dạ. Như vậy là bạn đã sử dụng nốt quyền trợ giúp 50-50 để vượt qua được câu số 8. Dạ. Phần thưởng hiện tại của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Dạ. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Dạ. Vâng, bạn sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? Dạ vâng, em sẵn sàng. Vâng. Dạ. Xin mời câu hỏi số 9. Bà Angela Merkel, nữ thủ tướng đầu tiên của nước Đức, đã giữ cương vị thủ tướng bao nhiêu năm? 8 năm, 12 năm, 16 năm hay là 20 năm? Mời bạn.
Bà Angela Merkel thì em biết là bà thủ tướng nổi tiếng à? Vâng. Nhưng mà giữ cương vị bao nhiêu năm thì em lại em nghĩ là đến được đây là em vui rồi ạ. Dạ thôi chắc em quyết định là em dừng cuộc chơi tại đây ạ. Bạn xin dừng cuộc chơi ở đây. Vâng, nhường quyền chơi cho các bạn khác ạ. Vâng, như vậy là bạn đã xin dừng cuộc chơi ở đây. Dạ. Bạn nghiêng về phương án nào? Vâng, em nghĩ là khoảng tầm 8 năm ạ. 8 năm. Dạ. Vâng, rất may là bạn đã chọn dừng cuộc chơi vì phương án đúng của câu hỏi này là 16 năm chứ không phải là 8 năm, gấp đôi như là bạn nghĩ. Thưa quan viên hai họ, kính thưa cái lò lục bình, hôm nay là ngày lành tháng tốt, không phải là ngày dột tháng mưa, cũng không phải là ngày thừa tháng thiếu. C2C78 trung đoàn 257 sư 361 quân chủng phòng không quân. Cháu thì chắc là chỉ làm MC đám cưới thôi. Nam Định thì quả thật rất giàu. Vâng. Con trai con gái thì không đâu đều bằng. Nếu mà quý khách băn khoăn thì nhìn chú rể Đinh Tiến Dũng là bằng chứng đây. Chương trình sẽ có 3 phương án gây nhiễu. C, B, D, A. Còn một phương án là B52 thật. Đừng như kiểu B52 nó lừa mình. Bất kỳ ai được nhận huân huy chương thì đều có tiền kèm theo. Đúng. Vâng. Thật may vì bạn đã chọn dừng cuộc chơi, vì nếu bạn chọn phương án A thì đấy là một phương án không chính xác. Phương án chính xác là C, 16 năm, gấp đôi so với bạn nghĩ. Vâng. Bà là một nữ thủ tướng rất là quyền lực. Và gần đây thì bà đã xong các nhiệm kỳ của mình. Và bà đã trở về với cuộc sống bình thường cũng rất là giản dị. Đây là một người phụ nữ có ảnh hưởng gần như là quyền lực, có những lúc người ta cho rằng là lớn nhất ở Liên minh châu Âu. Và dẫn dắt cả Liên minh châu Âu. Nhưng bây giờ bà đã nghỉ hưu rồi, vì bà đã làm tới 16 năm, tức là tính ra là khoảng 4 nhiệm kỳ rồi, cũng rất lâu. Vâng. Và thưa quý vị, đúng lúc này thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình đã vang lên, đồng nghĩa với việc là chương trình của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Với bạn Thơ thì bạn sẽ ra về với phần thưởng là 10 triệu đồng. Còn với quý vị khán giả, chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Ai Là Triệu Phú tuần sau.